Thưa quý vị, ngay khi vừa mới thành lập, thì vào chiều qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao thành phố Đà Nẵng cho biết đã có chiến công đầu tiên khi vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố bắt giữ Phạm Văn Sơn, 35 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng Internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4 cho đến tháng 10 năm 2021, Sơn đã sử dụng sim rác tạo các tài khoản trên mạng xã hội với nhiều tên gọi khác nhau để đăng tải trên các hội nhóm về việc cho vay tiền thủ tục đơn giản và không cần thế chấp. Nhiều bị hại liên hệ và được Sơn yêu cầu chuyển tiền phí bảo hiểm khoản vay. Sau khi được bị hại tin tưởng chuyển tiền, Sơn chặn mọi liên lạc. Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận vốn là nhân viên ngân hàng, nhưng vì dịch bệnh khó khăn và cũng là nạn nhân của thủ đoạn nói trên, nên đã dùng cách này để lừa lại nhiều người dân có nhu cầu vay vốn. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Sơn đã chiếm đoạt của hơn 60 bị hại ở thành phố Đà Nẵng và các địa phương khác với số tiền hàng trăm triệu đồng dùng để tiêu xài cá nhân. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.